chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Giao ban công tác báo chí tháng 12, thông báo chung về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2018. Các cấp cựu chiến binh và những người lính thời bình cùng người dân địa phương chung tay phát triển kinh tế xã hội, tạo diện mạo mới vùng nông thôn. Nhiều giải pháp để ngành hồ tiêu Việt Nam vượt qua những khó khăn trong niên vụ mới 2019. 27 nước thành viên EU nhất trí thúc đẩy cải cách khu vực đồng tiền chung Eurozone. Cần làm gì để hạn chế và chấm dứt vấn đề học sinh đi xe phân khối lớn đến trường? Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều hôm qua 4 tháng 12 tại Lâm Hà, cụm thi đua số 1 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2018. Đồng chí Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã đến dự. Trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy trong cụm đã tổ chức kiểm tra được 86 tổ chức đảng theo Điều 30, Điều lệ đảng. Kiểm tra được 57 đảng viên. Đối với công tác giám sát, cấp ủy các cấp trong cụm đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên như phân công cấp ủy viên theo dõi giám sát địa bàn, tham gia các đoàn công tác của cấp ủy để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, giám sát thông qua báo cáo kết quả tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Ban thường vụ cấp ủy các đơn vị trong cụm đã tổ chức giám sát được 40 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề được 39 đảng viên. Cũng trong năm 2018, cấp ủy ban thường vụ các đơn vị trong cụm đã thi hành kỷ luật đối với 74 đảng viên, trong đó khiển trách 58 đảng viên, cảnh cáo 15 đảng viên, cách chức 1 đảng viên. Năm 2018, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng, bên cạnh việc phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ công chức của cụm, các đơn vị trong cụm đã tiến hành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chào mừng. Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra các thành ủy, huyện ủy cũng đã đánh giá những hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của cụm thi đua số 1 năm 2018, đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trọng tâm cho công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Chiều nay 5 tháng 12, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 12 năm 2018 với sự tham gia của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thông báo đến các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tình hình kinh tế xã hội của năm 2018. Theo đó, năm qua, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có những bước phát triển đáng mừng. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người trung bình đạt gần 60 triệu đồng một người một năm. Thu ngân sách đạt gần 7.000 tỷ đồng, đạt 98%, tăng 11% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng cũng tăng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, thì tình hình kinh tế xã hội địa phương cũng còn nhiều tồn tại như tiến độ xây dựng các công trình cơ bản còn chậm so với kế hoạch. Việc quản lý trật tự đô thị vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp. Tình hình tai nạn giao thông gia tăng cả ba mặt là số vụ, số người chết và số người bị thương. Tại hội nghị, các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí đã góp ý với các ban ngành, các cấp chính quyền về các vấn đề như thành phố Đà Lạt nên xây dựng giao diện phần mềm Đà Lạt City, truy cập các thông tin công cộng về du lịch hiện đại hơn nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của nhân dân và du khách. Vấn đề phát triển du lịch của Đà Lạt Lâm Đồng hiện nay chủ yếu tăng về số lượng, chưa chú trọng vào chất lượng. Du lịch giá rẻ đã tạo áp lực lên hạ tầng giao thông, môi trường. Vì vậy, các cấp ngành cần xác định mục tiêu thế mạnh của du lịch địa phương và chú trọng bảo vệ di sản kiến trúc, di sản thiên nhiên để phát triển du lịch bền vững, tránh xâm hại đến tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin của người phát ngôn các cơ quan đơn vị địa phương và tạo cơ hội gặp gỡ người đại diện phát ngôn để quá trình tác nghiệp của các cơ quan báo chí thuận lợi hơn. Cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục kiểm soát cát trên sông Đồng Nai gây ảnh hưởng đến dòng chảy, hệ sinh thái và thánh địa khảo cổ Cát Tiên, v.v. Thay mặt chủ trì cuộc họp, ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã ghi nhận những đóng góp, góp ý của các nhà báo, đồng thời thông báo đến các chủ trương, định hướng của tỉnh trong thời gian tới trong các vấn đề mà các nhà báo quan tâm. Các ý kiến khác sẽ được Ban Tuyên giáo tổng hợp chuyển đến các ban ngành và sẽ có phản hồi cụ thể trong thời gian sớm nhất.
lực lượng vũ trang Lâm Đồng làm công tác dân vận tại xã Đức Cần Ấn, huyện Lạc Dương. Các cấp cựu chiến binh và những người lính thời bình cùng người dân địa phương chung tay phát triển kinh tế xã hội, tạo diện mạo mới vùng nông thôn là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Ngày mai 6 tháng 12 là kỷ niệm 29 năm thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, mặt trận tổ quốc và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, những cán bộ hội viên cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Cùng với các cấp các ngành trong tỉnh, những năm qua lực lượng vũ trang Lâm Đồng đã thực hiện tốt công tác dân vận, từ những vùng quê nghèo khó đến phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, những người lính luôn tiên phong và để lại hình ảnh đẹp, làm cho bản chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng. Như thông lệ, năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh chọn xã Đưng Cờ Nớ, huyện Lạc Dương để tổ chức dân vận với những việc làm công trình thiết thực nhằm chia sẻ, giúp đỡ đời sống, sinh hoạt đồng bào và tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn nơi đây. Những màu xanh áo lính và đoàn viên thanh niên xen lẫn trong ngày ra quân dân vận tại xã Đưng Cờ Nớ, huyện Lạc Dương. Tình cảm quân dân và mối đoàn kết đã tạo cho không khí làm việc càng khẩn trương. Hôm nay, bà con trên địa bàn phấn khởi khi được bộ đội kết hợp với cấp ủy chính quyền và các đoàn thể địa phương sửa chữa, làm mới những căn nhà tạm bợ. Cảm nhận là của bà con là cũng rất phấn khởi là khi là có cái bộ chỉ huy quân sự quan tâm với dân, quan tâm trong dân cũng rất là mừng. Mong muốn là dân với bộ đội là gắn kết hơn nữa. Phát quang cây cối, cải tạo, nâng cấp đường giao thông, đảm bảo môi trường, đó là những việc làm của bộ đội tạo nên sức sống mới ở vùng nông thôn. Đặc biệt do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên bà con nơi đây chưa chú ý chăm sóc sức khỏe. Hôm nay có bộ đội về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, người dân mới biết được cái bệnh để điều trị cho bản thân. Những ngày về với nhân dân, bên cạnh đảm bảo an sinh xã hội trong vùng, lực lượng vũ trang còn tổ chức tặng quà các gia đình nghèo, gia đình chính sách, đồng thời xuống địa bàn thăm hỏi bà con đồng bào, nói chuyện với Hội đồng Giáo xứ Đưng Cờ Nớ. Thông qua đó làm cầu nối trong công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua công tác này chúng tôi rất cảm ơn bộ đội hiểu biết hơn, sâu rộng hơn về Đảng và nhà nước, với lại là biết giữ gìn bản sắc dân tộc, rồi biết là giữ gìn quê hương đất nước của mình ngày càng giàu đẹp và ổn định đời sống cho bà con. Đưng Cờ Nớ là xã nghèo của huyện Lạc Dương với 98% dân cư là người đồng bào dân tộc thiểu số Cờ Ho. Xã có trên 410 hộ, trong đó hộ nghèo chiếm hơn 14%. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước cùng sự vươn lên của bà con nên kinh tế và diện mạo nông thôn được cải thiện. Tuy nhiên, Đưng Cờ Nớ vẫn còn đó những khó khăn cần sự chung tay của các cấp, các ngành trong đổi mới hiện nay. Đời sống và cơ sở hạ tầng của xã Đưng Cờ Nớ còn gặp rất nhiều khó khăn. Thông qua cái đợt dân vận của lực lượng vũ trang quân sự tỉnh thì kỳ vọng là sẽ anh lực lượng sẽ giúp cho đời sống bà con và cho cơ sở hạ tầng được thuận lợi hơn. Với quan điểm ở đâu khó, ở đó có bộ đội, tùy vào điều kiện đặc thù của từng địa phương. Hàng năm, ngoài tham gia chương trình dân vận của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh Lâm Đồng, lực lượng vũ trang tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch dân vận riêng để triển khai. Cùng với việc góp tiền, vật chất, các đơn vị trong tỉnh đã huy động toàn lực lượng, tham gia, ngày công, giúp dân và chính quyền cơ sở phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Để phát huy cái hiệu quả công tác dân vận thì chúng tôi cũng phải có cái phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, rồi lực lượng vũ trang của huyện, rồi của xã Đưng Cờ Nớ. Với cái mục đích là ngày càng hướng về cơ sở một cách thiết thực hơn và nhằm để là gần dân, rồi lắng nghe, rồi thấu hiểu, ở và làm việc là giúp đỡ đồng bào các cái dân tộc vùng sâu vùng xa, vùng cái đồng bào tôn giáo. Thông qua các hoạt động dân vận là mình góp phần xây dựng cái hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng một vững mạnh và đặc biệt là chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, hình ảnh người lính Lâm Đồng luôn hiện diện với những việc làm ý nghĩa. Thông qua công tác dân vận hôm nay đã thắt chặt tình quân dân,
giúp dân mở mang dân trí, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, vươn lên xây dựng cuộc sống mới, đồng thời xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, rời quân ngũ, người lính trở về quê hương với hành trang đáng giá nhất, đó chính là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo. Những cựu chiến binh hôm nay luôn nỗ lực tìm cách thoát nghèo, xây dựng cuộc sống đủ đầy cho gia đình và làm điều có ích cho cộng đồng xã hội. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về cựu chiến binh Phạm Quốc Việt ở xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, một điển hình về tấm gương nỗ lực vượt khó để làm giàu trên mảnh đất cao nguyên Di Linh. Từng công tác tại binh đoàn pháo binh, xuất ngũ trở về cuộc sống đời thường. Hơn 30 năm gắn bó với vùng đất cao nguyên Di Linh, vượt qua biết bao sóng gió thử thách, nếm trải đủ thành công thất bại. Đến hôm nay, cơ sở kinh doanh cây cảnh nội thất của gia đình cựu chiến binh Phạm Quốc Việt ở Tân Nghĩa, huyện Di Linh đã khẳng định được vị thế trên thị trường cây cảnh. Bước đầu thì cũng rất là khó khăn, phải chịu khó tìm tòi học hỏi những cái kiến thức, từ kiến thức trên mạng xã hội đến kiến thức và sự đóng góp của tất cả các anh em ở nơi xa gần mình học hỏi. Có thể tôi sẵn sàng tôi bỏ đây ra ngoài Hà Nội hoặc là sang đến giáp biên giới Trung Quốc rồi là xuống tận vùng Hoa Sa Đéc để tôi học hỏi những cái kinh nghiệm người ta làm và người ta làm những cái gì như thế nào, mình thay đổi những cái đó đi, mình làm để cho nó khác với cái thương hiệu của người ta. Mô hình sản xuất cây cảnh, tiểu cảnh trang trí của chiến binh Phạm Quốc Việt là một mô hình khép kín, từ gieo hạt đến sản xuất cây giống và chế tác các loại sản phẩm. Sản phẩm chậu cảnh, tiểu cảnh ở đây rất đa dạng phong phú, từ cây may mắn, tài lộc, phát tài, tụng la hán, kim dao, cẩm thạch, v.v. rất phù hợp với trang trí nội thất, đặt trên bàn làm việc, phòng khách, phòng ngủ. Sản phẩm chậu cảnh, tiểu cảnh mang thương hiệu Quốc Việt có cái rất riêng và sáng tạo. Đây là sản phẩm độc quyền, được bán rộng rãi ở thị trường trong và ngoài nước. Đối với cựu chiến binh xã Tân Nghĩa thì gồm 240 hội viên. Nhưng mà phong trào thì mấy năm nay thì phát triển rất là mạnh. Mà đặc biệt mấy năm gần đây thì xuất hiện cái tỷ lệ mà hộ khá giàu thì ngày càng nhiều. Thì đặc biệt thì đối với anh vợ chồng Quốc Việt đây là hai vợ chồng đều là cựu chiến binh. Thì mấy năm qua thì cùng từ hai bàn tay trắng, gia đình đã là phấn đấu rồi thì tìm mọi cái cách để là phát triển làm giàu. Thì đến nay là được cơ ngơi về vấn đề là phát triển về cây cảnh để xuất khẩu rồi xài trong nước thì đã được mọi người ưa chuộng. Thì hiện nay cái vấn đề là đây là một cái phong trào rất là tốt, tạo công ăn việc làm mà cho anh em hội viên với bà con trong toàn xã. Hiện nay cơ sở cây cảnh Quốc Việt chủ yếu là chậu và tiểu cảnh, trong đó đa phần là chậu và tiểu cảnh tí hon. Mỗi năm cơ sở sản xuất bán trên dưới 50.000 chậu cảnh và tiểu cảnh, thu trên 3 tỷ đồng. Qua đó giải quyết việc làm thường xuyên cho từ 15 đến 20 lao động và hàng chục lao động thời vụ. Nói chung tôi làm việc ở đây đã được 3 năm và tôi thấy công việc ở đây là rất ổn định. Chúng tôi là người dân địa phương ở đây mà cái chủ lực là cái cây công nghiệp là cây cà phê. Nhưng mà cây cà phê thì nói chung là nó có thời vụ. Cho nên là cái sự nhàn rỗi của những người dân ở đây như nước tuổi như chúng tôi là rất nhiều. Mà ở đây là cơ sở Quốc Việt như là làm cái công việc này là đối với người như chúng tôi á, là rất là vừa và hợp sức. Còn thu nhập là cũng ổn định. Thì tất nhiên chúng tôi cũng nghĩ là khi mà cuộc sống gia đình mà tương đối là đầy đủ thì chúng tôi nghĩ đến cộng đồng, nghĩ đến xã hội. Chia sẻ những cái gì với tất cả anh em bà con, những cái gì mình làm được, những cái gì một mặt là trả lương. Một mặt là người ta có thể học hỏi được chúng tôi những cái gì để người ta có thể là người ta về người ta làm kinh tế gia đình người ta. Với ý chí và nỗ lực không lùi bước trước khó khăn, trong nhiều năm liên tục, cựu chiến binh Phạm Quốc Việt được đánh giá là hội viên gương mẫu xuất sắc, được tổ chức hội, ủy ban nhân dân các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Dũng cảm trong thời chiến, sáng tạo trong thời bình, cựu chiến binh Phạm Quốc Việt thực sự là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần, phẩm chất của người lính Cụ Hồ, biết vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh tế, góp phần xây dựng cho gia đình và quê hương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, một trong những dấu ấn rõ nét đó là thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, phát triển kinh tế, đã tạo sức lan tỏa, góp phần xây dựng phát triển hội.
nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây để thấy rõ hơn về điều này. Hơn 14 hecta rừng thông ba lá 14 năm tuổi đang vươn mình sức sống mới. Màu xanh hôm nay được chính cựu chiến binh Âu Xuân Hồng bỏ biết bao nhiêu công sức chăm bón để khỏa lấp vùng đất trống ngày nào. Với quy mô trang trại 30 hecta, ngoài diện tích trồng rừng, trồng cỏ chăn nuôi, số còn lại được cựu chiến binh Hồng đầu tư chăn nuôi, trồng cây ăn trái. Đến nay, tổng vốn đầu tư cho mô hình này là hơn 10 tỷ đồng. Hàng năm, trừ chi phí, trang trại cho thu lãi gần 1 tỷ đồng. Ông là tấm gương sáng trong phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của quân đội được giao cho, tôi đi học các mô hình làm kinh tế trên tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận. Sau đó tôi về định hướng cho tôi là nghề phát triển, nghề chăn nuôi kết hợp với trồng và bảo vệ rừng ở tại khu vực trang trại của gia đình. Hỗ trợ động viên cựu chiến binh làm kinh tế là phong trào thi đua được các cấp hội chú trọng, với mong muốn không để hội viên khuất phục đói nghèo. Thông qua phong trào cựu chiến binh gương mẫu, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền động viên để cựu chiến binh tự vươn lên bằng nội lực của chính mình. Toàn thể cán bộ hội viên tức là góp tiền quỹ tức là để giúp nhau, ví dụ một con bò hoặc là lập vườn thì tuy rằng nó không lớn nhưng mà đến giờ này phải nói là cái kết quả là cho đến giờ này tức là đối với hội cựu binh mà tôi đã tham gia cái xây dựng phong trào thì phải nói là rất là mạnh mẽ. Thúc đẩy cựu chiến binh phát triển kinh tế, từ đó hình thành nhiều mô hình cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tổ hợp tác xã nông nghiệp, du lịch miệt vườn, tổ hợp tác trái cây, giúp nhau trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Năm 2018, thực hiện đề án phát triển kinh tế giảm nghèo nhanh và bền vững của Hội Cựu Chiến binh tỉnh. Các cấp hội phối hợp với các ngành chuyên môn, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời nhân rộng các hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất, chế biến cà phê, mắc-ca, rau hoa công nghệ cao, chăn nuôi, mỹ nghệ, xây dựng. Đặc biệt, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao do cựu chiến binh làm chủ cho thu nhập cao từ 250 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một hecta một năm. Đồng thời, giải quyết tốt việc làm cho lao động địa phương và con em cựu chiến binh. Kết hợp với cái nguồn lực của các cái địa phương thì trong những năm đến chúng tôi sẽ tổ chức thành lập là các cái tổ hợp tác, rồi cái câu lạc bộ, những cái hội viên cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế để mà làm nòng cốt cho cái phong trào thi đua, cái tăng gia sản xuất, cải thiện cái đời sống cho cựu chiến binh. Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, rồi đặc biệt là bên hội cựu chiến binh, thì anh em đã tổ chức nhiều cái tập huấn, rồi mọi công tác của hội là ngày càng đi lên. Mà đặc biệt là mấy năm gần đây thì xuất hiện chăn nuôi, được phát triển kinh tế, rồi bò sữa này, rồi dô tầm tơ. Chúng tôi đang phấn đấu là nhân rộng. Đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế, nhờ đó đến nay toàn hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh có gần 15.000 hội viên cựu chiến binh có cuộc sống khá giàu. Trong đó, cựu chiến binh người đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 1.490 hộ, hộ nghèo giảm còn 1,41%. Tập trung xây dựng tổ chức hội mà trong đó chú trọng đến cái việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội và chất lượng sinh hoạt chi hội, để chi hội thực hiện đúng cái chức năng của mình, quản lý, giáo dục, hiểu hội viên và để hội viên gắn bó với chi hội, từ đó bàn thảo nghiên cứu để giải quyết những vấn đề thực tiễn trước mắt đặt ra, ví dụ như là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, xóa nhà tạm, những cái việc hết sức cần thiết mà hàng ngày đang diễn ra, rồi bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của hội viên. Bằng tâm huyết và trách nhiệm của người lính cụ Hồ, không chỉ tích cực tham gia các hoạt động, phong trào hội và địa phương, chính tinh thần vượt khó trong lao động sản xuất của hội viên cựu chiến binh đã tạo dấu ấn thành công, là tiền đề để mỗi cấp hội, mỗi cựu chiến binh tiếp tục phát huy, cống hiến sức mình trên mặt trận mới. Trước khi chuyển sang phần tin trong nước và quốc tế là những thông tin trên các lĩnh vực. Sáng nay ngày 5 tháng 12,
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ triển khai đề án đô thị thông minh giai đoạn 2018-2025. Theo đề án, thành phố Đà Lạt sẽ xây dựng thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện và bền vững trên tất cả các lĩnh vực như du lịch, quy hoạch đô thị, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, v.v. Trong thời gian qua, thành phố đã lên kế hoạch xây dựng đề án cụ thể cho từng lĩnh vực. Cho tới thời điểm này, thành phố Đà Lạt đã triển khai hai lĩnh vực chính trong đề án thành phố thông minh là du lịch và quy hoạch đô thị. Thành phố đã phối hợp với VNPT Lâm Đồng xây dựng các phần mềm dữ liệu thông tin công cộng để người dân và du khách có thể tiếp cận các thông tin chính thống. Đối với lĩnh vực du lịch, thành phố đã xây dựng phần mềm truy cập tìm kiếm thông tin về các điểm du lịch, khách sạn, điểm ăn uống và nhiều thông tin tiện ích khác trên trang web dalatcity.org. Đối với quy hoạch đô thị thành phố, đang triển khai phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch thí điểm tại phường 1, thành phố Đà Lạt. Theo đó, các dữ liệu về quy hoạch đô thị, giá cả đất đai nhà nước quy định ở từng cung đường, các chỉ tiêu xây dựng và định vị chính xác từng lô thửa đất. Hai nội dung này đã và đang được triển khai và sẽ hoàn thiện trước thời điểm thành phố Đà Lạt công bố đề án xây dựng thành phố thông minh vào cuối tháng 12 năm 2018. Sáng ngày 5 tháng 12, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng phối hợp với huyện Di Linh tổ chức hội nghị tập huấn Bộ luật dân sự và pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho 100 đối tượng là tổ trưởng và hòa giải viên trên địa bàn. Các hòa giải viên đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu 3 chuyên đề gồm tìm hiểu về Bộ luật dân sự, một số chế định về thừa kế được quy định trong Bộ luật dân sự, pháp luật về hòa giải ở cơ sở và giải đáp một số tình huống về hòa giải tại cơ sở. Nghị quyết về việc quy định mức chi hỗ trợ cho hoạt động của hòa giải viên và tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 8, kỳ họp thứ 12 ban hành. Qua tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ và những người trực tiếp tham gia công tác hòa giải tại cơ sở của các xã thị trấn nắm bắt và hiểu sâu những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cũng như kinh nghiệm tốt trong công tác hòa giải để vận dụng vào thực tế tại từng địa bàn dân cư, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác hòa giải và tăng tỷ lệ vụ việc hòa giải thành tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và sự hài hòa các mối quan hệ xã hội tại địa bàn dân cư. Sáng 5 tháng 12, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức cuộc thi Women Can Lead, phụ nữ có thể lãnh đạo, tại sao không? Với sự tham gia của hơn 200 học sinh, sinh viên, thanh niên đến từ các đơn vị gồm Trường Đại học Đà Lạt, Thành đoàn Bảo Lộc, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thăng Long, Trường Trung học Phổ thông Hermann Mannheim Đà Lạt, tranh tài với sản phẩm dự thi như các phim ngắn, video clip âm nhạc, truyện tranh, website, v.v. Các đội thi đã mang đến nhiều câu chuyện ý nghĩa khác nhau về nữ giới, từ những sinh viên bình thường đến nữ doanh nhân thành đạt, v.v. Qua cuộc thi này, sẽ chọn đội xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết toàn quốc dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2018. Women Can Lead, phụ nữ có thể lãnh đạo, tại sao không, là giai đoạn 2 của chiến dịch bình thường hay bất thường. How Up Not Mel đã được chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và báo Sinh viên Việt Nam tổ chức thành công năm 2016 với chuỗi chương trình Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới tại 13 cụm trường đại học. Thông qua hoạt động này sẽ lan tỏa thông điệp ai cũng có thể có tổ chức và khả năng lãnh đạo, bất kỳ là nam giới hay nữ giới. Không để những định kiến về giới, đặc biệt là nạn phân biệt đối xử nam nữ, cản trở sự phát triển của bất cứ ai trong xã hội. Sáng nay 5 tháng 12, Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với huyện Đơn Dương tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nữ ở thôn Quảng Hòa, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương. Đây là hộ gia đình chính sách thuộc diện khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Căn nhà có diện tích trên 50m², trị giá xây dựng trên 150 triệu đồng. Trong đó, Tổng Công ty Điện lực miền Nam cùng với Công ty Điện lực Lâm Đồng hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp. Đại diện Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa là truyền thống cao đẹp của dân tộc ta. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã có nhiều chương trình chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ với các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thông qua đợt trao tặng nhà lần này, không chỉ giúp các gia đình có thêm điều kiện về nơi ăn chốn ở để ổn định cuộc sống, mà qua đó còn chung tay góp sức với địa phương trong thực hiện các chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội.
Được biết, trong năm 2018, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã bàn giao 10 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền 500 triệu đồng. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và thế giới. Nhiều giải pháp để ngành hồ tiêu Việt Nam vượt qua những khó khăn trong nhiệm vụ mới 2019. 27 nước thành viên EU nhất trí thúc đẩy cải cách khu vực đồng tiền chung Eurozone. Năm 2018 là một năm khó khăn với ngành hồ tiêu Việt Nam khi một thời gian dài giá hồ tiêu giảm chạm đáy. Với nguyên nhân là cung vượt quá cầu, nhiều giải pháp để ngành hồ tiêu Việt Nam vượt qua những khó khăn trong niên vụ mới 2019 và phát triển bền vững đã được đưa ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giá hồ tiêu trong nước chỉ từ 50 đến 60 ngàn đồng một ký. Tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng nay, gây khó khăn rất lớn cho người nông dân. Giá xuất khẩu 10 tháng đầu năm cũng giảm tới 33%. Dù sản lượng tăng 8%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết nguyên nhân chính là mất cân đối cung cầu, sản lượng trong nước quá lớn. Trong khi đó, chuỗi ngành hàng lại bộc lộ nhiều bất cập. Chúng ta phải nhận dạng là đây là một cái loại nông sản đặc biệt, có tính chất gia vị. Vì vậy, nhu cầu thế giới ở một khoảng nhất định chỉ cần một lượng nhất định. Do đó, chúng ta không thể gia tăng cái diện tích và sản lượng một cách vô tội vạ. Năm 2018, nhiều diện tích hồ tiêu trong nước bị thiệt hại bởi dịch bệnh, thời tiết gây khó khăn cho nông dân. Sự tăng nóng về diện tích trong những năm giá cao đã phá vỡ quy hoạch sản xuất, cũng là một thách thức đe dọa sự ổn định của ngành. Các chuyên gia cho rằng cần quyết liệt trong quy hoạch và quản lý quy hoạch, nâng cao kỹ thuật canh tác, hướng đến sản xuất sạch, hữu cơ. Phải xây dựng được một cái thứ nhất là về mặt quy trình quản lý. Thứ hai là chúng ta phải mời được các cái tổ chức quốc tế người ta định xác định được cái chất lượng hàng hóa. Cái thứ ba là chúng ta xây dựng được cái thị trường người mua chấp nhận cái sản phẩm đó. Theo các chuyên gia, nếu tập trung sản xuất chế biến các mặt hàng giá trị gia tăng thì giá hồ tiêu Việt Nam sẽ tăng lên hàng chục lần so với xuất thô. Để ngành hồ tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cần tiếp tục nâng cao chất lượng và phát triển thị trường cho sản phẩm. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Australia đạt gần 6,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại giữa hai quốc gia là 200 triệu đô la Mỹ, nghiêng về phía Việt Nam. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia trong 10 tháng qua đạt hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 615 triệu đô la Mỹ. Những mặt hàng chủ lực mà Việt Nam xuất khẩu sang Australia là điện thoại các loại và linh kiện, dầu thô, máy vi tính, máy móc thiết bị. Trong đó, máy móc thiết bị có mức tăng trưởng vượt bậc hơn 163 triệu đô la Mỹ, tương đương 115%, và xuất khẩu dầu thô sang Australia cũng tăng mạnh 157 triệu đô la Mỹ, tương đương mức tăng 77%. Đáng chú ý, mặt hàng dây điện và dây cáp điện có mức tăng trưởng cao nhất trong tất cả các nhóm hàng với mức tăng 289%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ Australia đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 432 triệu đô la Mỹ, tương đương 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2018, đảo Lý Sơn đã đón trên 230.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có trên 1.350 lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch đạt trên 276 tỷ đồng. Để làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, giữ chân được du khách, các đơn vị lữ hành đã sáng kiến ra nhiều dịch vụ giải trí như giao lưu lửa trại, tổ chức các trò chơi dân gian trên bãi biển, câu cá, trải nghiệm săn cua cầm ở bãi biển. Huyện Lý Sơn cũng đã triển khai nhiều giải pháp để du lịch ngày càng hấp dẫn du khách, như ban hành bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch, hướng đến du lịch văn minh, thân thiện và trách nhiệm. Sân khấu hóa lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa, tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch. Du lịch được huyện Lý Sơn xác định là ngành kinh tế mũi nhọn và dự kiến tròn năm 2019, huyện sẽ đón khoảng 300.000 du khách. Trong cuộc họp tại Bỉ, Bộ trưởng Tài chính 27 nước thành viên EU không có Anh đã nhất trí thúc đẩy cải cách khu vực đồng tiền chung Eurozone để có được giải pháp chống đỡ tốt hơn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tài chính. Theo thỏa thuận mới, EU đã nhất trí mở rộng trách nhiệm của cơ chế bình ổn châu Âu, được ví như lính cứu hỏa, đối với các nước Eurozone gặp khủng hoảng nợ. Và đây là giải pháp sau cùng của EU trong trường hợp các ngân hàng lớn nhất châu Âu hứng chịu khủng hoảng lớn. Bên cạnh đó, EU cũng nhất trí cải cách quy định ngân hàng quy mô lớn. Theo đó, mức đệm của các ngân hàng phải được tăng lên để dự phòng cho các khoản lỗ. Ngoài ra, các ngân hàng châu Âu cũng phải tuân thủ một loạt yêu cầu mới nhằm kiểm soát mức độ cho vay và đảm bảo các ngân hàng này có nguồn quỹ ổn định. Dự kiến,
EU sẽ tiếp tục thảo luận những vấn đề này vào tháng 6 sang năm. Tuy nhiên, những cải cách này cần được lãnh đạo các nước bật đèn xanh tại hội nghị thượng đỉnh của khối vào tuần sau. Hệ thống thương mại quốc tế đang rơi vào khủng hoảng và sự thịnh vượng trên toàn cầu khó có thể tiếp diễn nếu các nước lớn có hành động đơn phương, xa rời quy tắc và luật lệ chung. Cảnh báo này được Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra. Cảnh báo của WTO được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo các tập đoàn sản xuất ô tô lớn của Đức đang nhóm họp tại Washington với hy vọng có thể ngăn chặn được những biện pháp thuế quan nhằm vào dòng xe hạng sang nhập khẩu vào Mỹ. Thông báo WTO bày tỏ hy vọng cuộc họp này có thể giúp Washington hiểu hơn về những tác động của thuế quan đối với thương mại toàn cầu. Chính phủ Mỹ đã mời các quan chức cấp cao đến từ các tập đoàn Daimler, BMW và Volkswagen tới Washington để cùng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow thảo luận về những nỗ lực của Mỹ nhằm tái cân bằng thương mại toàn cầu. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể đánh thuế nặng đối với ô tô nhập khẩu và vài ngày sau khi ông nhất trí về một thỏa thuận đình chiến trong cuộc tranh chấp thương mại với Trung Quốc. Làng gốm cổ của Iraq nằm ở thành phố Najaf đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn khi mà sản phẩm nhựa đã len lỏi vào cuộc sống nơi đây. Nhựa đã làm thay đổi thói quen dùng gốm để đựng các đồ ăn, đồ dùng của người dân vì có giá thành rẻ. Nghệ nhân Aden Ankowa đang khéo léo quay chiếc bàn xoay nặn gốm, định hình những nắm đất sét ướt thành một chiếc bình. Gia đình anh nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống của người Iraq, còn được gọi là gia đình Kowa. Gia đình tôi làm nghề này được hơn 200 năm rồi. Tôi được truyền lại nghề từ bố và ông nội. Tuy nhiên, ngày nay giữa cơn lốc các sản phẩm hiện đại, nhu cầu về mặt hàng gốm sứ thủ công dần trở nên ít ỏi. Thay vì dùng các nồi đất, hũ đất để đựng thực phẩm, đồ dùng trong gia đình, người dân đã chuyển sang đồ nhựa. Làm gốm rất mất công và giá lại cao hơn đồ nhựa nên rất khó cạnh tranh. Thế nhưng vẫn có những người ưa chuộng hàng hóa của dòng họ Aden. Chúng tôi vẫn thích dùng lò đất sét thay vì lò nướng hiện đại vì hương vị của bánh trong lò cổ truyền ngon hơn nhiều. Với bao công sức để nặn nên một chiếc bình nhỏ, anh Aden chỉ thu được 2.500 dinar, khoảng 40.000 Việt Nam đồng. Bình lớn hơn thì khoảng 15.000 dinar, tương đương 240.000 đồng. Tuy nhiên, tình yêu với nghề truyền thống và niềm tin của những người dân nơi đây chính là động lực để anh duy trì lò gốm gia truyền. Cần làm gì để hạn chế và chấm dứt vấn đề học sinh đi xe phân khối lớn đến trường? Là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, người đủ 16 tuổi, tương đương độ tuổi học sinh cấp 3 hiện nay, được phép điều khiển xe máy dưới 50 phân khối. Mặc dù trong thời gian qua công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ đến học sinh đã được ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng tăng cường và có quy định cấm từ nhà trường. Tuy nhiên, tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn vẫn kéo dài, gây nhiều hệ lụy, đặc biệt trong năm an toàn giao thông dành cho trẻ em. Cần làm gì để hạn chế và chấm dứt vấn đề này? Giờ tan học ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thành phố Bảo Lộc. Trường hợp học sinh ngang nhiên đi xe máy phân khối lớn không còn là chuyện hiếm, nếu không nói là khá phổ biến. Theo quan sát, phần lớn học sinh đi xe máy thường gửi xe ở các điểm giữ xe gần trường học. Hàng chục chiếc xe máy được dựng trong nhà và ngoài phần vỉa hè phía trước nhà dân trước cổng trường với giá từ 2.000 đến 3.000 đồng. Những học sinh chưa đủ tuổi, trên vai khoác áo đồng phục, chẳng ngại ngần gửi và lấy xe ngay cạnh trường với nhiều lý do khác nhau. Ba mẹ con đi làm xe mà xe con bị hư, nhà con ở xa nữa nên con mới lấy đi thôi. Tất nhiên em biết là ảnh hưởng, nhưng mà việc học thì phải đi học, mẹ không cho là phải đi xe phân khối lớn. Mặc dù bước vào đầu mỗi năm học mới, các trường học đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, nghiêm cấm học sinh đi xe máy phân khối lớn đến trường. Đồng thời, tổ chức ký cam kết không vi phạm luật giao thông, nhưng tất cả đâu lại vào đấy. Nhiều ý kiến cho rằng, để thực hiện triệt để việc này, ngoài sự xử lý nghiêm minh của pháp luật, áp dụng các chế tài phạt, giam xe, quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi phụ huynh học sinh cùng chính các em và sự quan tâm của nhà trường. Có một số em nó có xe thì nó đi hàng hai, hàng ba có, là giữa đường vậy đó. Thì cái vấn đề đó thì cũng nên chú cũng nhắc nhở với phụ huynh là cũng dè dặt lại cái vấn đề cho con em nó phương tiện để nó đi
để mà khỏi tránh cái vấn đề liên hối tiếc sau này đó, về tính mạng giao thông rồi coi như vấn đề với gia đình với xã hội. Từ ở nhà trường cho xã hội mà nếu mà dạy cho các cháu được giao thông tốt thì vẫn hay hơn là cấm. Theo mình thì mình chưa thích cho các cháu đi bây giờ. Nói chung là vì thứ nhất là các cháu chưa có hiểu biết hết về luật giao thông. Thứ hai nữa là về mà cái xử lý của tình huống các cháu chưa đủ. Chuyện các em điều khiển phương tiện và gửi xe bên ngoài lại không thuộc phạm vi quản lý của nhà trường và chưa có quy định nào cấm các hộ gia đình gần trường học giữ xe máy phân khối lớn cho học sinh, nên ngành chức năng không thể xử phạt. Hệ quả là dù ngành giáo dục đã có quy định cấm học sinh đi xe máy phân khối lớn đến trường, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền và xử phạt, nhưng tình trạng trên vẫn cứ tiếp diễn. Đặc biệt, có sự ủng hộ ngầm của chính phụ huynh học sinh. Do vậy, các giải pháp ngăn chặn học sinh sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường đến nay vẫn chưa đạt hiệu quả. Cần làm gì để giải quyết triệt để tình trạng này? Ngoài việc phối hợp giữa nhà trường, lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương, thì hơn hết vẫn là sự đồng thuận chung tay giáo dục con em từ phía các bậc phụ huynh. Đối với công tác phối hợp, thì qua một thời gian chúng tôi thực hiện việc giao ban liên xã, thì chúng tôi thấy hiệu quả tăng lên rõ rệt, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các xã thị trấn với nhau trong công tác thực hiện giao thông. Và thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện mô hình này để đảm bảo làm sao công tác phối hợp giữa các nhà trường và công an các xã thị trấn thật là chặt chẽ để công tác này càng ngày một tốt hơn. Hiện nay tức là địa bàn Bảo Lâm, đây là một cái đơn vị là nó cũng xa, và các em học sinh trung phổ thông thì các em nó ở xa trường, cho nên cái việc mà giao xe máy cho các em đi hoặc là xe đạp điện cho các em đi thì điều này là chúng ta cũng không cấm, nhưng mà chúng ta phải có cái chế tài rồi như vậy là cái như thế nào đó nha, thật phù hợp và có cái sự trách nhiệm của phụ huynh và nhà trường. Chứ tránh tình trạng là hiện nay tức là một số em tức là lợi dụng rồi chúng ta sẽ và sự nương chiều của phụ huynh thì dẫn đến tình trạng này. Còn quan điểm của ngành thì chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ, tức là gì, ta chỉ giao cho những em cái xe mà nhỏ hơn là từ 50 phân khối trở xuống, chứ tuyệt đối là không giao cho những cái xe mà lớn hơn từ 50 phân khối trở lên. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn cái công tác xử lý và cương quyết phối hợp với nhà trường bằng cái việc là hạ hạnh kiểm đối với các em học sinh vi phạm, và sẽ phối hợp với công an phường, lực lượng quản lý hành chính kiểm tra, xử lý và giáo dục đối với hộ gia đình sống gần với trường thường xuyên cho các em học sinh gửi xe để bao che cho hành vi sai phạm của các em học sinh. Luật quy định như thế thì cũng không được, không nên là cho con em là sử dụng phương tiện phân khối lớn khi chưa đủ tuổi. Và chúng tôi cũng đã phát hiện nhiều trường hợp, cũng có nhiều phụ huynh rất là chiều chuộng con gái, biết là chưa đủ tuổi nhưng vẫn cho sử dụng phương tiện phân khối lớn đến trường, rất là nguy hiểm đến an toàn giao thông. Cũng đề nghị các ban ngành vào cuộc, đặc biệt là cái ngành giáo dục cũng phải có cái quy chế quán triệt hoặc là xử lý mà trách nhiệm hạnh kiểm đối với các cái học sinh và có cái hành vi là cố tình điều khiển mô tô phân khối lớn đến trường. Hình ảnh học sinh đi xe phân khối lớn đến trường và tham gia giao thông sau giờ học đang diễn ra hàng ngày và trở nên bình thường trong mắt các bậc phụ huynh, trong khi con em họ đang vi phạm pháp luật và gây nguy cơ mất an toàn giao thông bất cứ lúc nào. Chính vì thế, mỗi gia đình cần phải thay đổi tư duy trong giáo dục con cái về trật tự an toàn giao thông, đồng thời phải kết hợp chặt chẽ với nhà trường theo dõi, uốn nắn kịp thời khi con có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, để học sinh không vi phạm luật lệ giao thông thì phụ huynh học sinh phải là người đầu tiên gương mẫu tuân thủ pháp luật là vấn đề quan trọng để hạn chế và chấm dứt việc học sinh đi xe phân khối lớn đến trường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.